Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Thưa quý vị, Người Kết Nối với phiên bản Tình Không Biên Giới đã nhận được sự yêu thương của rất nhiều thính giả khi xem chương trình. Hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ những người kết nối. Người đầu tiên Nguyên Khang muốn giới thiệu đó chính là nghệ sĩ Dương Dân, Hồng Vân. Còn phía khu vực đối diện đó là một cặp đôi trai tài gái sắc. Thưa quý vị, đó chính là MC Thanh Thảo. Cảm ơn quý vị. Và một người có nụ cười tỏa nắng, anh cười từ sáng đến tối luôn à. Xin được giới thiệu đạo diễn Quốc Thuận. Cái cặp đôi mà hôm nay chúng ta gặp á sẽ là một cặp đôi gọi là ngưu lang chức nữ ngay trong thời điểm hiện tại. Có nghĩa là vợ thì ở Osaka, còn chồng á thì là ở Tokyo. Họ cách xa nhau. Và cứ mỗi một tuần lễ thì cô vợ sẽ đi xe lửa bồng cái đứa con nhỏ, bé nhỏ đi lên thăm chồng. Nếu như mà mình không hỏi tuổi họ thì mình nghĩ họ là trẻ con, họ nhỏ. Nhưng mà thực ra tuổi họ rất là chững chững rồi đó. Tuổi cũng lớn rồi chứ không giỡn đâu rồi. Nhìn cô vợ nhỏ xíu xíu. Biết chắc là do người Nhật á, người ta ăn uống kiểu mà giống như những cái đồ sạch nhiều á, đồ tươi nhiều á, sao họ trẻ lâu vậy sợ. Hay là do họ ăn cá giống nhiều. Em ấy chị. Chắc vậy. Chắc phải qua Nhật ở quá. Dạo này già quá rồi Vân ơi. Mới nghe chị Hồng Vân gợi ý gì thôi mà Nguyên Khang đã cảm thấy là phải xem cái đoạn video clip giới thiệu về nhân vật này rồi. Nào, bây giờ còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ cùng vác ba lô lên đến đất nước xứ Phù Tang cùng với chị Hồng Vân và hai nhân vật của chúng ta. Mời quý vị. Tokyo, thủ đô Nhật Bản, có diện tích nhỏ hơn so với các tỉnh thành khác, chỉ đứng thứ 45 trên 47 tỉnh thành. Tuy nhiên, xét về dân số và mật độ dân cư thì không nơi đâu có thể sánh bằng. Thành phố Tokyo là trung tâm kinh tế, chính trị của Nhật Bản, là nơi tập trung văn hóa của giới trẻ. Mỗi năm có khoảng 13 triệu lượt khách tham quan, không chỉ trong nước mà cả các nước khác trên thế giới. Và năm 2020, Thế vận hội Olympic sẽ được tổ chức tại Tokyo, làm thành phố này càng đặc biệt và thu hút. Chào các bạn. Hồng Vân đã có mặt ở Tokyo và hôm nay chúng ta sẽ đến với nhau trong chương trình Người Kết Nối Tình Không Biên Giới. Hôm nay Vân đứng đây là một cái nhà ga xe lửa lớn nhất của Tokyo. Hôm nay là nhân vật chúng ta sẽ gặp đó là anh Quỳnh. Anh Quỳnh năm nay 33 tuổi, làm việc ở công ty thời trang và anh ấy kết hôn với một người phụ nữ Nhật Bản. Các bạn ấy đã lấy nhau được hơn 3 năm rồi. Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta sẽ gặp chị ấy trước. Hi. Xin chào. Em bé đâu? Bạn tên gì? My name is Yuko. 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 Chị Yuko hiện đang sống tại Osaka và là nhân viên của một công ty về giáo dục. How old? 7 months. 7 months. Yuko có biết nói tiếng Việt không? Tiếng Việt Nam á, Yuko có biết nói không? Sorry. When you talk with your husband, you talk by in Japanese. Japanese. Japanese only. So my husband speak Japanese well. Very well. Your husband speak your Japanese good? Good. Good. 今日はあの旦那さんがこちらに単身赴任で来てるのでどんな風に住んでるかを見に来ました。Tôi có thể đi chung với Yuko để đến thăm chồng Yuko được không? もちろん一緒に来てください。Được hả? Cảm ơn nha. Cảm ơn nhiều. Toàn bộ cái khu này là của những người đi làm xong rồi là đến đây thuê hả? Cái chi phí nó mắc không? Một tháng như vậy là cái tiền mà thuê nhà có mắc không? One room で ¥80,000 ぐらいだと思います。Wow.
狭くてびっくりすると思います。部屋が一つだけなので。何やるね。はい。Biệt á, là à, đặc biệt là ở bên 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 Nhật á thì hi. Oh, hi. 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 Rất là an ninh nha mọi người, rất là an ninh và sạch sẽ. Vân đi á, từ ở ga về đây á, chỗ nào cũng sạch, không có một miếng rác mà luôn lạ lùng gì. Tới nhà rồi nè. Thấy gặp ba con nè. Kita. Chào, chào em. Trời ơi. Kita yo. Kimashita. Giống ba giống mẹ vậy ta. Hồi nãy lúc chưa gặp em thì thấy giống mẹ, mà bây giờ gặp em rồi thấy giống em. Ai cũng nói thế. Anh Trần Quỳnh Anh hiện đang sống ở Tokyo và làm việc tại một công ty về thời trang. Bạn là Trần Quỳnh Anh nhưng mà mọi người biết sao không? Ở bên Nhật á thì á, là tất cả khi mà gọi nhau á thì lại gọi bằng họ chứ không có gọi bằng tên. Thành ra là khi mà Quỳnh Anh đi làm á thì thấy là nếu mà gọi Trần á thì cái họ Trần á nhiều người quá. Đúng rồi, chính xác. Mà nếu mà gọi bằng anh á thì cũng kỳ, tại bản thân ảnh đã là anh rồi. Cho nên là quyết định chọn cái chữ Quỳnh. Chính xác. Thật ra là bởi vì là mẹ em thì tên là Vân Anh. Em trai em thì tên là Tú Anh. Thì ở nhà bao người là anh cả. Thế nên là thôi, gọi bằng tên đệm. Chị đang bị ngạc nhiên là chị hỏi cái giá tiền nếu mà so với Việt Nam là tới 16 triệu. Đúng rồi. Mà chỉ có nhiêu đây thôi. Đúng rồi, cái phòng này là tính tổng ra là 25m². Ở một người như thế này là một cái phòng điển hình ở Tokyo. Thực ra là bởi vì là ở bên này thì đất Trần người đông mà chị. Với khoảng cách 500km từ Tokyo đến Osaka, hàng tuần anh Quỳnh Anh vẫn thường xuyên về thăm vợ con của mình. Đây chính là chung cư một phòng của anh Quỳnh Anh. Loại chung cư một phòng dành cho những người sống một mình, không gian như thế này mà 16 triệu đồng thì quá là bất ngờ. Con trai mẹ là chỉ có ăn đồ mua sẵn thôi nè, trong tủ lạnh để coi. Trứng là em chiên không hay là luộc? Trứng là em ăn với lại mì gói ở nhà tí. Đổ nước sôi vào thôi. Trứng ăn với mì gói rồi sữa rồi cái này là thay cho rau. Cái này là thay cho rau. Uống cái này thay cho rau. Còn không có thời gian để làm rau nên là làm đồ ăn sẵn hết. Còn trứng là mua về chỉ để ăn với mì. Chính xác, em không có em không có nồi gì cả. Mẹ ơi, mẹ thấy không, cái bếp của con trai mẹ sạch lắm, không có một miếng dầu mỡ. Là tại vì không bao giờ nấu nướng cái gì hết đó mẹ à. Đó, có bếp như vậy đó, mẹ có thấy thương con trai mẹ không? Bồn cũng rất là sạch nè, không mỡ màng không gì hết đó mẹ. Vì anh Quỳnh Anh không nấu ăn nên dụng cụ trong nhà chỉ có những thứ căn bản. Ngay cả chảo và nồi cũng không có. Một tháng được gặp bố một lần, gọi là bố hay gọi là ba? Gọi là bố, bởi vì em là gốc Bắc. Nhưng mà bây giờ bé thì vẫn chưa nói được, nhưng mà sau này thì chắc gọi là papa. Papa. Đúng, đúng papa. 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 Papa dakko. Dakko suru? Ừ. Yuko xa chồng lâu như vậy, một tháng gặp một lần, Yuko có buồn không? Yappari samishii desu mainichi. Ano ichinichi no owari ni shigoto no hanashi to ikuji no hanashi o shite kazoku no kizuna o kanjitai desu kedo, nanka mainichi samishii desu. Hai vợ chồng gặp nhau lần đầu cách đây 4 năm, tháng 6 năm 2013 vào buổi tiệc barbecue của bạn thân. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau và bắt đầu hẹn hò. Sau một năm rưỡi hẹn hò thì họ đã kết hôn. Cái này là nhìn ra ban công hả em? Wow. Ủa, cái này là cái gì? Cái này là cái hộp cát tông từ hồi em chuyển nhà 2 tháng rồi em không có thời gian đi vứt. Bởi bên này ý, muốn vứt thì muốn đổ thì người ta phải vào cái có cái ngày. Một tháng chỉ có 2 ngày được đem đổ đồ bìa giấy cát tông này thôi, chứ không phải là ngày nào cũng đem đi vứt được. Hỏi nhỏ này, lấy vợ Nhật thì có
có khác gì lấy vợ Việt Nam không? Thực ra em chưa lấy vợ Việt Nam bao giờ. Nhưng mà chắc chắn phải có bạn gái chứ đúng không? À, ngày trước khi qua đây thì có. Nói chung là con gái Nhật với gái Việt Nam khác nhau nhiều không cưng? Nếu mà để ra cái điểm khác nhau rõ ràng ấy thì là thực ra là bởi vì là ở bên Nhật này thì em thấy là như thế nào nhỉ, thực ra là cái cách nghĩ của con người Nhật nó khác với lại người Việt Nam ở nhiều điểm. Nếu mà chị sang đây thì chị cũng sẽ thấy là người Nhật người ta chỉnh chu, người ta thế nào nhỉ, người ta theo khuôn phép nhiều hơn là người Việt. Chị thấy tất cả mọi người mở miệng ra là xin lỗi, mở miệng ra là cảm ơn. Đúng, làm cái đấy, gì đấy, cũng cảm đấy ơn. Là cái điểm em thấy là người Việt phải học hỏi rất nhiều người Nhật. Đúng rồi, đúng rồi. Thế nên là trong cái quan hệ vợ chồng thì là vợ chồng nhưng bao giờ cũng có cái sự gọi là tôn trọng lẫn nhau này. Bao giờ cũng có cái gọi là không tức là thế nào nhỉ, không đi quá một cái giới hạn. Tức ở vợ chồng thì tất nhiên cái giới hạn nó là nhỏ, nhưng mà bao giờ nó cũng có một cái gọi là cái góc riêng tư mỗi người mà người ta tôn trọng cái điều đó. Nó không tức bị là kiểm soát quá đáng để tức là không có được gặp mẹ chồng, bố chồng một lần nào không? 一度ベトナムに行ってお会いしたんです。まあ、そう、ユコが sợ về gặp mẹ có sợ không? くれてたんです。Rồi hai người nói chuyện sao? Lúc đó về hai người nói chuyện sao? 会話は? Book, あの、指差し、指差し book。結構cái sách, nên xong là lấy ngón tay chỉ. Ví dụ như là ăn cơm này, rồi như thế nào này, ô tô này, nhà này thì chỉ vào đấy, xong là hai người nói chuyện với nhau bằng ngón tay. Vậy á. Nhất bài. À, thế là trong đấy có một cái câu mà mẹ em dạy. Mẹ em dạy bạn này, bạn ấy thích, bạn ấy cứ cười mãi là cái câu nhất vợ nhì rời. À, vậy đó. Nhất vợ nhì trời. Đây là lần đầu tiên chị được đến Nhật, thực rồi. Sự luôn. Lần đầu tiên. Em nghĩ là chị phải đến đây rất nhiều lần rồi chứ. Không, đây là lần đầu tiên. Tại sao người nổi tiếng như chị mà đến bây giờ mới đến Nhật? Chị xin em một chút thời gian, em có thể dắt chị đi đi shopping hay là đi cái nơi nào mà em cảm thấy là em thích, hai vợ chồng cùng thích. Vâng, em biết rồi, em có một ý trong đầu thế này. Bây giờ mình sẽ đi đến một chỗ, em đảm bảo chị sẽ rất thích. Thế nên là bây giờ mình đi luôn nhá. Đi luôn, đi luôn. Yeah. Thì không biết là chị Vân khi mà đến đây thì chị thấy là người phụ nữ Nhật nó có cái điều gì đặc biệt khi chị cảm nhận, ngoài cái chuyện là chị thấy chia sẻ ban đầu là chị ấy đã đứng đợi chồng mình rất là lâu ở cái ga tàu. Họ cực kỳ tin tưởng nhau nha. Ví dụ như cái cặp này cũng vậy nè, họ cái những cái đầu tiên mà anh Quỳnh tặng cho Yuko này hoặc là Yuko ngược lại tặng thì họ giữ gìn mà rất là kỹ luôn. Cái thứ hai nữa là họ cực kỳ tôn trọng cái quyền riêng tư của mỗi người. Yeah. Họ tôn trọng một cách tuyệt đối, không miễn cưỡng nha. Giống như là cũng là vợ chồng đó nhưng mà không phải là sẽ hòa hủy với nhau cả 100% về tất cả mọi thứ trong cuộc sống riêng tư của mỗi người. Có thể là vợ cũng sẽ có một cái góc riêng, chồng cũng sẽ có một cái góc riêng, nhưng mà họ cảm nhận đó là một cái điều cần trân trọng và phải lưu giữ như vậy, không có được xâm phạm vào. Lại là một phần nữa là bóp ai nấy giữ, không bao giờ mà lục bóp người khác đó. Đúng không? Đúng rồi, cái này là trong tình huống đó. Chị không, ơi, không, chị không. Ơi, anh Quốc Thuận, anh không. Nhắn gửi gì đến không, chị không, 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 em không, nghĩ là phát sóng không. Là chị coi đi. Không, tôi nói cái này là cái chung. Chứ thật ra không phải là mượn, không phải mượn cái chuyện này mà đi nói tôi khoe chuyện gia đình của tôi. Có nghĩa là trong gia đình của tôi nghe cái chuyện sao em vợ... nói ngược lại không, hay không. Vậy em nói ngược lại hay vậy em không bậy bạ, không có đâu, không bao giờ vợ chồng em mà lục bóp lẫn nhau. Nếu mà không có thì khơi cái chuyện này ra nó làm cái gì. Vừa mới định nhắn gửi cái là lật ngược lại liền. Trời ơi, có đâu. Trời ơi, em đúng là đạo diễn kỳ tài luôn chị luôn. Em lật tình huống nhân vật quá nhanh luôn. Bây giờ mình đi chơi đi, bây giờ mình đi chơi đi Khang ơi. Em xin cái câu chuyện này, có thể là nhiều khi người ta buộc miệng người ta nói ra thôi chứ không bị chột dạ. Nó là một cái bản năng chột dạ chứ. Bản năng gì mà nói là mình nói cái chung chơi quá rồi. Mình nói cái chung thôi. Thôi, bây ai giờ mà đi nói chuyện cá nhân người ta ra. Dạ. Thôi cho bây giờ cho Nguyên Khang xin. Dạ. Em biết là anh Nam Thuận sẽ còn nhiều chuyện sẽ kể cho nữa. Thôi thì cố gắng mình kìm nhanh, mình giữ gìn. Nơi anh Quỳnh Anh dẫn tới tên gọi Harajuku. Hôm nay chị thấy chỗ này thế nào? Có đông người không? Trời rất là đông mà rất là nhộn nhịp. Nhưng mà Sao em lại dắt chị đến đây? Đây là cái khu gọi là Takeshita. Là cái nơi mà nó, chị biết cái từ kawaii trong tiếng Nhật không? Kawaii nó là như là một cái văn hóa của nước Nhật ý.
là đây là nơi mà nó là khởi điểm rất nhiều cái phong, gọi là cái phong trào thời trang này, rồi những cái mới lạ của những người trẻ. Đối diện ga Harajuku là khu mua sắm có tên đường Takeshita. Trên đường có rất nhiều shop quần áo, vật phẩm dành cho các bạn nữ. Nên là có rất đông, nhiều đông đúng không? Rất đông ở đây mà. Chủ yếu là người trẻ. Tầm chỉ là khoảng tầm 15 16 tuổi thôi. Bởi vậy nó đi một ngày đàn học một sàn khôn, mọi người thấy không? Từng tuổi này rồi, lần đầu tiên á là tôi mới biết được là ở, tức là có một nơi như thế này luôn, trời ơi. Không thể tưởng tượng được. Các nhân viên bán hàng cũng diện trên người các bộ trang phục dễ thương, cá tính, mang phong cách riêng làm nổi bật cả khu phố. Đấy, thấy nó có rất nhiều những cái hàng nhỏ nhỏ, những cái phụ kiện nhỏ nhỏ ấy. Thì xong là để cho mọi người thỏa sức sáng tạo này, mọi người thế nào để. Bây giờ mình sẽ xem qua những cái này này. Chị thấy xem có mua được cho con gái bộ đồ nào trong này không? Người lớn mình thì em nghĩ sao nếu mà chị mặc nguyên bộ này ra đường ta? À, nhưng mà bởi vì chị là Hồng Vân thì chị mặc gì cũng được, chị mặc gì thì người ta của em cũng nghĩ là không có vấn đề gì cả. Thực sự nếu Vân mặc bộ này ở Việt Nam á, thì mắc cười lắm á. Nhưng mà nếu Vân mặc ở đây mà Vân đi vòng vòng cái đường này thì đó là một sáng tạo lớn, sáng tạo mới của một người đã đứng tuổi nhưng mà vẫn còn rất là teen. Có giới thiệu với chị là đây là khu rất là nổi tiếng trong giới thời trang của giới trẻ Nhật, nhưng mà không chỉ riêng về thời trang mà là còn về đồ ăn vặt nữa. Kem nữa, bánh crepe là loại bánh có xuất xứ từ Pháp. 40 năm trước, món này bắt đầu được bán ở đường Takeshita tại Nhật Bản và từ đó về sau trở thành món đặc sản tại con đường Takeshita này, ngày càng được yêu thích và có tới trên 10 gian hàng bán món bánh crepe tại đây. Chị sẽ là trong số S9. Matcha crepe. Matcha crepe. À to. 97. Bánh của Yuko là bánh phô mai với đầy ắp sốt sô cô la. Ăn. Ngon nhỉ? Em thấy không đâu mà matcha ngon mà nhỉ? Nó không có ngọt em. Ngọt biệt á. Tiếp theo là đi đến một cửa hàng nổi tiếng khác ở phía sau. Nơi đây bán rất nhiều đồ đạc mà các bạn nữ yêu thích. Bây giờ mình sẽ đến đây, cái địa điểm này gọi là chụp ảnh Furikura. Nó là một cái phong trào, một kiểu chụp ảnh được bắt nguồn từ nước Nhật, do người Nhật phát minh ra. Máy chụp hình sticker tự động Furikura được bắt nguồn từ Nhật Bản và đang được phát triển những năm gần đây. Dạ, em ở bên này thì cũng chẳng mấy khi đi chụp cái này cả. I love Japan. Sau khi chụp xong, có thể thêm các biểu tượng chữ vào. Chút xíu mọi người thấy rõ ràng cái người trong hình nó với lại cái người ngoài hình nó cách nhau một trời một vực luôn. Bởi vì thấy không, rõ ràng á, tôi là năm mà lúc mới dậy thì đó. Từ khi lập gia đình, Yuko, vợ của anh Quỳnh Anh đã lâu không còn thời gian đi chơi. Hôm nay trông cô ấy rất say sưa. Trời ơi, trời ơi, cái món cái mặt chị
あ、かわいい、かわいい。ジャパンモードプリプラかわいいです。めっちゃ綺麗になったね。入ってください。あ、いいよ。せやTiếp theo, mọi người đến quán cà phê được rất nhiều khách du lịch biết đến. Đây là quán Monster Cafe. Chúng ta sẽ được xem những cái show trình diễn của những người mẫu mà người ta mặc những cái bộ đồ rất là sặc sỡ, đại diện cho trường phái của Harajuku. Quán cà phê được trang trí nghệ thuật với tên gọi Kawaii, với rất nhiều đồ trang trí đầy màu sắc. Cô dường như đã có những khoảnh khắc thật thoải mái tại đây. Bây giờ sẽ là tiết mục đùa. これって今これ一番人気なメニュー。そうですね、結構人気で、結構すごい量が多いんですけど、一人で食べるって言って食べてくださる方とかも多いんですよ。わあ、đây là vị chuối nha các bạn. Đây là vị gì? Hawaii với lại bồng ngô à?Kết hợp rất là lạ lẫm, em chưa thử món này bao giờ. Rất là ngon bởi vì là cái vị này là rất là đặc biệt. Nó rất là thanh. Em cũng không biết là người ta cho cái gì vào trong này. Bạc hà. Ôi xịt. Mấy con này. Yeah. Chuyến vòng quanh Tokyo vẫn chưa kết thúc. Cuối cùng, anh Quỳnh Anh dẫn tới một địa điểm rất thu hút dành cho người lớn. Cái dù này thì giống như là mình lên là mình cũng ví dụ như bây giờ là mình đang đi trời nắng chẳng hạn. Ý nè, gorgeous, すごい. Du thuyền này có tên là Yakatabune, vừa được du ngoạn trên sông, vừa ngắm cảnh đẹp về đêm của Tokyo, cảm giác thật tuyệt. Monchayaki là một món ăn tương tự như Okonomiyaki, bánh xèo Nhật Bản. Nhưng điểm khác nhau nằm ở chỗ Monchayaki được pha nhiều nước hơn vào hỗn hợp bột mì nhào với nước ấm cùng với bắp cải và thêm các gia vị yêu thích khác. Monchayaki thường được gọi tắt là Moncha, là một loại bánh rất phổ biến ở Tokyo. Sau khi trộn hỗn hợp đến một độ nhất định thì cho thêm nguyên liệu để nướng. Lần này là trứng cá, gọi là Alaska Ponlek. Cái này mà cái trứng cá này mà làm cái sốt nó ngon lắm đó chị Vân. Coi như không có phải chấm chí gì hết. Mình dùng cái này thôi, xong mình lấy từ mình cắt từ cắt tại yếu. Để à, phô gá しながら. Cái cô nó ついたやつを.
これ無角的やな。Nó bùi bùi vì là nó có bột, nó bột nếp, nó béo béo. Và cái vị của nó ngọt theo kiểu mà là bởi vì nó có trứng, trứng gà và trứng cá. Thành ra là cái ngọt của nó rất là thanh, nó không phải là ngọt đường, không phải là ngọt bột ngọt. Nhưng mà lại chọn đàn ông Việt Nam. Yuko mất mẹ năm 12 tuổi. Sau đó ba của cô ấy, ông Toshinobu, trở thành gà trống nuôi con. Vì thế anh Quỳnh Anh đã rất khó khăn khi cầu hôn con gái của ông ấy là như vậy. Rồi sau khi mà hai người quyết định lấy nhau rồi thì là ông có bắt là em là để ở chung với ông không, hay là ông muốn như thế nào, tức là lúc đó là ông cảm nhận ông mong muốn em cái điều gì? あ、一番最初は結婚する前に付き合ってるっていう報告をしに行ったんですよ。で、その時はなんで外国人でベトナム人ってなったんですけど、彼がやっぱり 人柄がすごくいいっていうのが初めて会っただけで伝わって、優しくて誠実っていうのが伝わったので、結婚を前提に付き合ってるっていうのもOK出してくれたんです。Anh Quỳnh Anh và ba vợ thân thiết với nhau nên cuộc sống cũng rất suôn sẻ. Tuy nhiên, phải chuyển công tác đến một nơi khác làm việc nên thực sự rất khó khăn khi phải sống xa vợ. Tuy rằng ở xa nhau nhưng chỉ cần hiểu và thông cảm cho nhau thì mọi chuyện sẽ ổn. Khi mà hai người sẽ yêu xa như vậy nè, có cái bí quyết gì á, có cái bí quyết gì không, hai bạn đều có cái bí quyết gì không để mà giữ nhau? Khi mà hai người sẽ yêu xa như vậy nè, có cái bí quyết gì không, hai bạn đều có cái bí quyết gì không để mà giữ nhau? Khi mà hai người sẽ yêu xa như vậy nè, có cái bí quyết gì không, hai bạn đều có cái bí quyết gì không để mà giữ nhau? Khi mà hai người sẽ yêu xa như vậy nè, có cái bí quyết gì không, hai bạn đều có cái bí quyết gì không ちょっと怠け者なので、お腹が出てきた。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 
自分のこともね、忘れずに、まあ、特に体調とかね、崩しないように気をつけて、大事にしてほしいなと思ってる。あ、ありがとう。ありがとう。ありがとう。それだけぐらいな。それ、うん、それぐらい、それぐらい。Hôm nay là một đêm thật lãng mạn, vừa ngắm cảnh, vừa tâm sự cùng nhau. Arigatou.
Bây giờ hỏi thẳng nè, bây giờ ba trong bốn người chúng ta ai đã từng đi Tokyo rồi, giơ tay lên coi. Hèn hèn. Sao cuộc đời tôi bất hạnh như vậy? Tôi cũng đã đi Nhật Bản rồi mà tôi đi toàn tôi đi dục gian thôi mà, tôi đi Nagoya, đi Hokkaido nè đó mà chưa lần nào tôi được. Tại cái Tokyo. Duyên của anh chưa có tới đó anh. Duyên chưa quá. Tới. Thôi chút nữa dừng chương trình này xong tôi ghé Tokyo để đi. Dạ, chị cái món bánh crepe đó là chị thấy là chị đã ăn ở Việt Nam chưa hay là lần đầu chị mới ăn ở Nhật? Cái món bánh đó thì chị ăn rồi. Nhưng mà tại vì đó thực sự là chị nhìn cái món đó là chị không chịu nổi rồi đó. Có nghĩa là muốn lắm nhưng mà phải kềm thảm. Kem lông, kem lông. Sợ mập đúng không? Sợ mập đúng không? Mấy khi đến Nhật muốn ăn đúng không? Sợ mập đúng không? Em nói với chị thiệt luôn, mấy khi chị đến Nhật Bản mà chị ăn đúng ngay cái cửa hàng ngon nhất luôn. Khang ơi, ở Việt Nam mình là khác. Thí dụ như có thể mình thích lắm thì mình ăn miếng cái mình chia đồng đội, mình mập đều. Còn ở bển á là mình cầm một cái bánh là mình phải ăn chưa hết. Mình đâu có đưa được cho ai. Mập cái sao cũng phải chọn lựa. Có nghĩa là nó có nhiều món ngon lắm. Bánh đó nè, rồi cái trà, cái kem tiramisu gì đó phải không? Sumatra gì đó. Matcha là gì? Matcha. Chị phải chọn cái matcha thôi. Chị, nhưng mà trong cái câu chuyện của hai vợ chồng khi mà ngồi trên thuyền á, em có cảm giác là họ giống như hai người bạn nha chị. Đúng rồi. Bạn thân mà chơi lâu năm rồi thành ra là họ nói sao ta anh Thuận, nó không giống vợ chồng Việt Nam của mình đúng không? Đúng vậy. Bây giờ không giống nhà anh. Mình là người bạn. Tôi thiệt rồi, từ lúc cưới vợ tới giờ không biết là mình đã nói cái từ cảm ơn với vợ mình chưa. Cá nhân của Yên Khang cảm nhận được rằng là chị vợ chị đúng là một người phụ nữ rất là đảm đang và rất là thương chồng, bởi vì không có người phụ nữ nào mà khi sinh con xong bây giờ phải nuôi con mà cách xa chồng tới cả 10 tiếng đi xe lửa. Đúng rồi. Em biết không, đây nè, chị kể cho nghe cái chuyện này là em không thấy trên cái clip này ha. Suốt một cái gọi là 2 ngày đi chơi như vậy đó, thì cái thời gian mà con bé đó nó ở bên cạnh mẹ nó, tức là mẹ nó phải bồng điều á, mẹ nó phải điệu nó, là gần như là nó chiếm khoảng 8/10. Có nghĩa là thi thoảng thì ông bố mới bồng cái đứa nhỏ thôi. Còn lại ha, cái lúc mà trên tàu vừa rồi đó, em biết lúc mà cái cuối cùng mà lúc cảm ơn á, là lúc đó là nó đang khóc, nó đang quấy, mà trước khi đi ngủ nó quấy lắm. Mà ha, cái cô này sau khi mà cô nói cái đó xong ha, cô đi ra cái phía đầu tàu á, là bắt đầu cô đứng đó, cô nhúng, tức là bồng dỗ nó đó, cứ nhúng kiểu vậy nè. Phải đến khoảng nửa tiếng đồng hồ bé mới ngủ. Trời ơi, mình nè, mình điệu con mình hai đứa mình biết nè. Đi siêu thị tiếng đó là thấy đuối rồi đó. Thật sự mà nói luôn á, nó rất là cực luôn á. Nếu mà không quen á, nó rất là dễ bị đau lưng. Mà em biết không? Mà đó thì em biết cái cực đó rồi, nhưng mà em có tin không? 2 ngày trời chị chưa thấy cô này của nhăn một. Đúng rồi. Một cái miếng nhăn nào. Có nghĩa là lúc mà có đó chăm con á, có đó. Rồi xong cứ vậy nhúng. Xong rồi mình hỏi gì trả lời đó, xong cười vui vẻ. Còn chưa hề có một cái lâu lâu á, thì như mình ở đây là nhiều khi mình cọc á, đó có máy quay thì mình nhưng mà lúc mình đi khó chịu không hề có, cô này cũng không có. Thưa quý vị, câu chuyện tình không biên giới của chúng ta quả là thú vị, và có lẽ là quý vị đang chờ đợi Nguyên Khang vẫn chưa hiểu được cái câu hỏi là hai người này quen nhau sao, ai là người thả thính người kia, vẫn chưa có biết được câu trả lời. Khang bây giờ Thảo đợi xíu. Thường á là ở cái tập thứ hai á là chúng ta sẽ có một cái món quà bất ngờ của người vợ dành cho người chồng, người chồng dành cho người vợ. Thì bây giờ anh Thuận đoán thử xem. Hả? Với một cái cặp dễ thương như vậy thì cái món quà này sẽ là gì chị Bảo Nga? Dài lắm đó nha, dài lắm đó nha. Thử đi. Rồi thử ha. À chắc có lẽ là tặng cho chồng một cái bài thơ chẳng hạn. Dạ. Thôi bỏ luôn rồi. Ok, cảm ơn anh, cảm ơn suy luận của anh. Dạ. Dạ. Kết đi Khang. Chúng ta sẽ chờ đợi cái món quà mà chị Yuko sẽ dành cho anh Quỳnh như thế nào. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình Người Kết Nối của chúng tôi cũng đã hết rồi. Mọi thông tin quý vị có thể gửi theo địa chỉ email nguoikếtnối@mcv.com.vn, hoặc quý vị có thể click like trên trang fanpage Người Kết Nối. Và chúng ta có thể xem lại các chương trình Người Kết Nối qua kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Và nhớ đừng quên nhấn subscribe. Cảm ơn anh Thuận rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chúng tôi cũng đã hết. Một lần nữa, Nguyên Khang, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, MC Thanh Thảo và đạo diễn Quốc Thường xin kính chào và hẹn gặp lại.
đây là Kenta. Đây chính là cặp đôi của người kết nối tình không biên giới. Cô gái quê Châu Đốc Đặng Ngọc Hà, 34 tuổi và anh Nakamura Kenta, 31 tuổi, vừa kết hôn được 1 năm 8 tháng.